xin chào tất cả các bạn mình là thùy uyên và hôm nay để tiếp theo series one minute photoshop thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một thủ thuật để làm mặt nước động ở đây mình có cái hình như thế này các bạn có thể để ý là cái phần mặt nước của ly cà phê này thì rất là tĩnh và bây giờ mình sẽ làm cho cái mặt nước này có chuyển động hơn một chút xíu đầu tiên thì các bạn sẽ xài công cụ là tạo vùng trọn hình tròn ha các bạn vẽ một cái vùng trọn xung quanh cái mặt nước này sau đó các bạn nhấn phím Shift F6 để tạo feeder cho nó. Thì ở đây mình có thể chọn một cái feeder rộng rộng một chút, khoảng từ 10 đến 20. Thì ở đây mình chọn khoảng 15 đi. Ok. Sau đó là mình nhấn phím Ctrl J để copy cái hình này ra lên một cái layer mới. Và mình sẽ giữ phím Control click vào cái layer thumbnail của cái layer 1 này. Sau đó mình sẽ vào trong menu Filter, chọn Distort và chọn Zigzag. Với cái thông số Zigzag này, mình sẽ chọn ở phía dưới này là cái style của nó là Around Center. Và đây mình sẽ kênh chỉnh những cái thông số này để cái vùng nước nó xoáy. Các bạn càng kéo thì cái nước của mình nó càng xoáy ha. Cái độ xoáy nó càng cao hơn. Thì tùy mình muốn cái mức độ như thế nào đó mình có thể set cái thông số ở trong này. Click OK. Lúc này các bạn thấy là cái hình nước của mình đã xoáy như thế này rồi. Các bạn có thể giảm opacity một chút xíu để nhìn thấy những cái bọt ở dưới nhìn cho nó đẹp hơn. Mình hy vọng rằng với thủ thuật nhỏ này sẽ có ích cho công việc của các bạn nhiều hơn và nếu các bạn thích những video của mình, vui lòng giúp mình chia sẻ đến bạn bè của bạn nhé. Và cũng đừng quên subscribe kênh YouTube của mình tại youtube com -info -ship -gạch design Xin chào và hẹn gặp lại.